Xin mến chào tất cả các bác. Thì hôm nay em có test cho anh, như các bác cũng đã thấy đây, anh Phạm Văn Tám, anh ở Đắp Bơ, Gia Lai. Đấy, thì hôm nay em sẽ test cho anh một con MUX D4650. Con này thì giá là, như các bác cũng đã xem rất là nhiều rồi, con này giá hiện tại em đang bán là 5.500.000 đồng. Đấy, gồm bao ship luôn các bác nhé. Thì bác khách đã đặt cọc trước cho em 500.000 rồi. Thì bây giờ em sẽ test luôn cho bác. Thì với công suất con này là 4 kênh, mỗi kênh nó ra được 600W các bác nhé. Thì hiện tại em đang mỗi một kênh em đang đánh cho một đôi bát 30, một đôi bát 30 KS6120 các bác nhé. Đôi này thì có tầm 350 đến 400W thôi, đánh thì nó hơi dư công suất một chút. Đấy, thì đây em đang hai kênh, mỗi kênh một chiếc loa bát 30. Còn hai kênh này, kênh 3, kênh 4 thì em đang chập brit vào, em đánh cho một cặp súp FT1 KT18S các bác nhé. Đấy, một cặp súp bát 50 KT18. Đây các bác có thể nhìn thấy đây. Đây một cặp súp, em có thể quay xa ra cho tất cả các bác cùng xem. Đấy, một cặp súp và một đôi loa KS6120. Đấy thì với cái con riêng con MUX 4650 này thì nó là chạy mạch class D các bác nhé. Rất là mỏng nhẹ, nó chỉ nặng dưới 7kg thôi. Và để ghép hôm nay thì em có ghép với đây các bác cùng thấy đây. Em có ghép cùng với một con, đó là con MBK6000, một con vang số các bác nhé. Đấy, thì một con vang số này có trách nhiệm là như nào? Vang số này trách nhiệm là sẽ cắt cốt, cắt súp cho con cục đẩy thôi, chứ còn đâu không có chức năng gì khác. Đấy, em chỉ cắt súp thôi. Đấy, chứ với cái con 4650 này thì công suất nó cũng rất là khỏe rồi. Đấy, chập vào đánh brit vào nó lên tới, nếu mà 4 ôm nó lên tới 2400W các bác nhé. 600W một kênh, hai kênh chập brit vào lên 1200W ở chế độ 8 ôm, còn nó 4 ôm lên 2400W, rất là căng luôn. Đấy, và bây giờ em sẽ đánh cho cặp súp và một đôi full. Thực ra đôi full, đôi JBL 6120 này thì nó công suất nó chỉ tầm 350 đến 400W thôi. Đây 600W thì đánh hơi dư thừa một chút. Đấy, nhưng mà thôi cứ ghép vào. Ok, thì các bác cùng đeo tai nghe test nhạc các bác nhá. Đây, đây test từng kênh này. Đây là đang súp này các bác này. Đấy, lên full này. Các bác đeo tai nghe các bác nhá. Các bác nhớ đeo tai nghe nhá. Đấy, các bác đeo tai nghe thì sẽ thấy nó rất là lực các bác nhé. Rất là lực, rất là uy lực. Đánh một cặp súp này. Đấy, đây là đôi full. Các bác đeo tai nghe các bác sẽ nghe thấy nó rất là uy lực. Rất là uy lực luôn. Đấy. Đấy. Đấy, đây là bên súp. Rung hết cả cửa các bác nhé. Đấy, còn đây là bên full này. Đây bên full đây này. Đấy. Từng bên full một này. Đấy, ok. Như này là ok các bác nhé. Còn bên này chập brit là nó như nhau. Đèn nháy ok là ok thôi. Đấy. Rất là uy lực luôn. Đôi loa tiếng neo rất là, tiếng nó rất là sáng. Đấy, đây là tiếng súp này. Đấy, các bác thấy cửa rộp,
dộp hết cửa các anh nhá. Đấy là phòng em nó còn tiêu âm rồi đấy. Đấy là phòng em nó còn tiêu âm. Chứ còn nếu mà không tiêu âm thì nó rung hết cơ. Đấy. Nên bác nào có nhu cầu mua chiếc đẩy này, các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới. Dòng MX này thì bên em đang hiện tại phân phối rất nhiều các bác nhá. Là MX 2 kênh có LA850, sắp tới có LA650, và cục đẩy 4 kênh Class TD thì hiện tại đang có là F7408. Và đây là Class D các bác nhá, D4650. Đấy, một trong những cái cục đẩy mà rẻ, giá chỉ có 5 triệu rưỡi thôi, và có thể đánh gia đình cực tốt. Các bác nếu đánh ngoài trời cũng rất là ok, đánh da dày thì rất là gọn nhẹ, vì nó rất là vừa các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy nó còn ngắn hơn cả con vang này cơ. Ngắn hơn cả con vang và rất là nhẹ, nó rơi vào tầm 7kg các bác nhá. Đấy, rất là gọn nhẹ. Đấy, rất là gọn nhẹ thôi. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, thì ok. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với bên em, Thắng Cao Audio. Còn bác nào muốn xem nội thất, các bác có thể truy cập được vào website Thắng Cao Audio bên dưới này. Các bác search là MXD4650 là các bác có thể xem được nội thất của nó, rất là đẹp. Nội thất con này toàn tụ mới cuộn cảm, mới trở rất là to các bác nhé. Rồi ok, hẹn các bác những clip lần sau. Chào tất cả các bác.